Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi trưa ngày 9 tháng 5 năm 2024. Như chúng ta biết, hôm nay là Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh diễu binh mừng chiến thắng quân phát xít tại Moscow. Thì chúng ta sẽ đón xem. Nói chung các cái chương trình này thì năm nào nó cũng như năm nào thôi. Và chúng ta sẽ thấy nó rất là hoành tráng. Và cái bài hát mà luôn đi theo đó chính là bài hát ngày chiến thắng, tức là Jan Papetri sẽ được cất lên. Và sau cái phát biểu của ông Putin thì chúng ta sẽ nghe những cái tràng ura rất là lớn. Chỉ cần nghe thì cũng thấy thôi, thì tôi nghĩ là kẻ thù cũng đã khiếp sợ, và nó cũng có thể là trào dâng cái tinh thần chiến đấu cũng như là tinh thần yêu nước Nga. Thì các bạn sẽ đón xem. Hiện nay có một số bạn hỏi là coi như là cái vùng Donbass của Nga là cái vùng nào. Thế thì bây giờ tôi xin nói về cái chỗ vùng Donbass này. Thì chúng ta thấy là bốn cái vùng này, đó là chính là vùng sáp nhập, mới sáp nhập cũng 2-3 năm rồi. Còn Crimea thì thực tế là sáp nhập trước đây. Các bạn nhá, thì bây giờ tóm lại là bốn cái vùng này thì là đều là sáp nhập cả. Thì trong đó là có bốn tỉnh, là hai tỉnh miền Đông là hai cái tỉnh này. Hai tỉnh miền Nam là hai tỉnh này. Và cái gọi là Crimea gọi là đặc khu. Thì cái Crimea là nó nối với Taman của bên Nga và bên này là Kerch qua cái cầu là cầu Crimea giữa biển Azov và biển Đen, tức là hải. Thế xung quanh đây chúng ta thấy là phía đông bắc là Nga, chúng ta biết rồi, phía bắc là Belarus, phía tây là Ba Lan, tiếp theo đó là Slovakia, tiếp theo là Hungary, phía nam là Hungary và Moldova. Còn Ukraine còn ăn sâu xuống tới cái sông Danube dưới này, đổ ra biển Đen. Thế thì Donbass là vùng nào? Là tất cả cái vùng này hay sao? Xin thưa là không phải các bạn nhé. Donbass chỉ có hai tỉnh, đó là Lugan và Donetsk. Còn hai tỉnh miền Nam thì khác. Thì bây giờ chúng ta muốn biết cái chỗ Lugan và Donetsk là nó có cái gì? Tức là cái nền kinh tế nó có gì? Mà rồi chúng ta sẽ xét về cái con người cũng như là diện tích trong khu vực này. Tại vì ngày hôm nay, nếu mà các bạn nào mà không thích xem các chương trình này, mà muốn nghe chiến sự thì các bạn có thể tua qua tới 2-3 phút cuối gì đấy thì các bạn xem cái phần đó. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi, các bạn không nên tua và chỉ xem chiến sự không. Chiến sự hay là tôi bập vào tôi nói ngay, chứ còn chiến sự mà nó gọi là đang vừa đánh vừa chơi, đang ngủ thì không có gì để nói cả. Mà hôm nay thì nó cũng đơn giản thôi, cho nên là tôi cũng xin phép cũng trả lời một số câu hỏi của các bạn thôi. Thế thì cái động lực kinh tế của cái khu vực Donbass, tức là gồm tỉnh Lugan, bên kia nó gọi là Luha, nhưng mà bên này, bên Nga nó dịch là Lugan, cứ hờ là G các bạn nhé. Kyiv là Kyiv, Lviv là Lvov, tức là Ip thì thành F hoặc Op, còn H thì thành G, còn X thì là K. Cái này thôi chúng ta không đi sâu. Thế thì với nền kinh tế dựa trên than đá là chính, thì Donbass được xem là một cái trung tâm công nghiệp của Ukraine, chứ không phải là của cái vùng này không, Ukraine các bạn ạ. Và Donetsk, nó gọi là DPR, D tức là Donetsk, P tức là People, tức là Republic, tức là People, tức là nhân dân, và R là Cộng hòa, Cộng hòa nhân dân, tức là Republic, Cộng hòa nhân dân Donetsk, thì chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của Ukraine. 20% riêng cái tỉnh này, tức là 1/5 của cả nước. Khu vực này giàu khoáng sản và có mỏ than lớn thứ tư của châu Âu, với trữ lượng có thể khai thác ước tính lên tới 10 tỷ tấn. Và tính đến tháng 2 năm 2014 thì 115 mỏ than vẫn đang hoạt động ở Donbass. Hai tỉnh này, chúng ta hay nói mỏ than, mỏ đá, có thể chủ Krasnogorovka cũng là mỏ than đấy các bạn nhé. Thì đến tháng 2 năm 2014 thì 115 mỏ than vẫn đang hoạt động, và cái sản xuất khoảng 70 triệu tấn than mỗi năm, và có 8 nhà máy nhiệt điện. Nhà máy điện cũng được đặt ở vùng Donetsk này. Điện mà làm bằng từ than thì nó là nhiệt điện các bạn ạ. Còn LPR, tức là Lugan People Republic, là một trung tâm vận tải rất quan trọng, được biết đến với các ngành công nghiệp luyện kim, máy móc và nông nghiệp. Và Lugan cũng có các nhà máy hóa chất, dược phẩm và một số bảo tàng. Một số đường cao tốc trung chuyển qua quan trọng cũng được đi qua nước Cộng hòa này. Và các nhà chức trách ở Lugan cho biết tiềm năng nông nghiệp của Lugan là rất lớn, mà chủ yếu đó là ngũ cốc.
Thế thì còn Zaporizhia sao? Hai tỉnh miền Nam thì Zaporizhia này đó là một trung tâm cung cấp năng lượng với ba nhà máy, ba cái nhà sản xuất năng lượng quy mô lớn gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy điện hạt nhân này là lớn nhất của châu Âu các bạn nhé, và trạm thủy điện Dnipro và trang trại gió Butyrevo. Trong giai đoạn từ năm 19 đến 20 thì Zaporizhia sản xuất khoảng 40 tỷ kW điện mỗi năm, tức là chiếm khoảng 27% toàn bộ năng lượng của toàn Ukraine. 27% riêng riêng coi như là cái nhà máy ba cái nhà máy tại Zaporizhia này. Cái khu vực này cũng có rất nhiều cơ sở kỹ thuật, cơ khí và công nghiệp lớn, trong đó có những nhà máy sản xuất ô tô Zaporizhia, tức là xe rác đấy các bạn. Tức là rác Z đầu chữ Z, rác là Z đầu là Zaporizhia, còn A là auto đó, auto đó là ô tô đó các bạn. Và chữ Z sau tức là Zavod, tức là nhà máy ô tô Zaz, tức là nhà máy ô tô Zaporizhia. Thì sản xuất được 150.000 xe mỗi năm. Và cái sông Donetsk đấy thì chúng ta biết là có một cái hồ chứa Kakhovka, có cái đập đấy, và biển Azov thực rất là quan trọng trong cái nền kinh tế của Zaporizhia, và có nhiều khả năng tiềm năng về nuôi cá cũng như là cá nước lợ. Thế còn Kherson, Kherson thì là một khu công nghiệp chuyên đóng tàu và được biết đến các khu nghỉ dưỡng và nông nghiệp. Cái tỉnh này thì chúng ta biết là có diện tích đất canh tác lớn nhất của Ukraine, được trồng trọt với diện tích khoảng 20.000 km², và khu vực này sản xuất chủ yếu là ngũ cốc, hoa hướng dương và rau. Đất đai rất là phì nhiêu, cho phép thu hoạch hai thậm chí ba vụ trong một năm mùa. Các ngành công nghiệp truyền thống khác của Kherson thì là có chăn nuôi gia súc và sản xuất rượu. Thì Kherson thì là có cái lối vào biển Azov mà cũng là lối ra biển biển Đen và giáp với Crimea, và cũng là nơi có thể phát triển du lịch và nghỉ mát. Tỉnh Lugan này ấy, thì nó là dân số khoảng 2,1 triệu người năm 2021 và diện tích nó là 26.683 km², khoảng gần 90% dân số nói tiếng Nga, là theo cái số này là của 204. Và các ngành kinh tế chính thức chúng ta lúc nãy đã giới thiệu sơ, tức là ngồi khai khoáng, chế tạo máy, luyện kim, lọc dầu, hóa chất, nông nghiệp, sản xuất điện. Và Nga và các lực lượng thân Nga ở đây gần như là toàn bộ khu vực này. Chúng ta biết là trong bốn tỉnh thì Nga phần, tức là đại bộ phận cái diện tích của Lugan nó nằm ở trong là Nga quản lý hết. Cái tỉnh thứ hai tỉnh Donetsk, cái Donetsk này thì Nga cũng chưa 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 giải phóng hết được. Chúng ta biết là cái chỗ cái mỏm mỏm này này, đấy là chính cái chỗ cái lõm lõm đây chính là Vuleda, và cái mỏm này chính là mỏm Vremica mà chúng tôi nói là nó giáp ba tỉnh này. Đấy là cái chỗ này này. Chỗ này. Thì Donetsk dân số thì nó gấp đôi so với Lugan, tức là mật độ dân số này rất là đông, 4,1 triệu người. Và diện tích thì tương đương với lại Lugan, cũng là 26.517, bên kia là 26.683. Mà đây dân số mà nói tiếng Nga thì lên tới 93%. Các ngành kinh tế chính thì cũng khai khoáng luyện kim, nông nghiệp, sản xuất điện, công nghiệp, nhiên liệu. Còn tỉnh Zaporizhia thì nó là Đông Nam. Phía Nam cũng được, Nam thì thêm cả cái tỉnh Nikolaev và Odessa, nhưng mà nó đây Đông Nam thì chuẩn hơn. Thì diện tích là 1,6 triệu. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta dân về dân số là 1,6 triệu mà diện tích là 27.000, tức là nó cũng tương đương nhau hết các bạn nhé. Tính tương đương, 12 tỉnh này 26, hơn 26 cái này 27. Ở đây chỉ có 81% người ta nói tiếng Nga. Các ngành kinh tế chính là điện. Điện chúng ta biết là lúc nãy nói là thậm chí chiếm một cái nhà máy mà chiếm tới 25-27% của cả nước. Nó cung cấp điện, luyện kim, hóa chất, khí đốt, nông lâm thủy sản, tức là nó có biển. Ở tỉnh Kherson thì chúng ta biết rằng thì nó là cũng là Đông Nam, thì trong bốn tỉnh này thì nó là dân số ít nhất, nó có hơn 1 triệu người thôi. Và diện tích thì này lớn hơn cả, tức là 28.000, hơn 28.000 km². Và dân số thì chỉ có 45% có khả năng nói tiếng Nga. Như vậy là phía bên bên hữu ngạn của sông Dnipro là cái dân đấy là chắc có lẽ là nói tiếng Ukraine hoặc là các thứ tiếng khác, mà có thể ở đây nó còn nói tiếng Romani nữa. Thì các ngành chính thì chúng ta biết
Cái ngành nghề chính ở đây thì chúng ta biết là nông nghiệp, đóng tàu, chế tạo máy, hóa chất và năng lượng. Thì đấy là chúng ta cũng qua mấy con số này để chúng ta hiểu thêm về cái các cái vùng Donbass là và cái vùng Nga đang kiểm soát và các tỉnh sát nhập và khu vực khác nhập. Thì Crimea nó không gọi là cái tỉnh các bạn nhé, nó không gọi là tỉnh Crimea, đây nó gọi là giống như là đặc khu đấy. Đấy thì ở đây cái thống đốc ở đây nó rất là lớn, một cái ông thống đốc Aksanov đây thì vừa rồi là cũng định Nga đưa ra để làm bầu cử tổng thống đấy, ứng cử viên tổng thống đấy, nhưng mà không. Còn Donbass thì có hai tỉnh thôi, đấy, chủ yếu nó là than, khai khoáng, chế tạo máy. Còn hai tỉnh dưới này thì chúng ta thấy là đóng tàu, du lịch và điện. Nôm na là như vậy. Thì trước đây các nước phương Tây nó nói là ai mà lấy được Ukraine này thì nó sẽ là thành cường quốc. Tóm lại hay nói cái khác, Ukraine mà theo phương Tây thì phương Tây sẽ rất là mạnh. Còn nếu Ukraine này trở lại với đất mẹ thì nó ra Liên Xô, như gần như Liên Xô cũ đấy các bạn. Đấy. Cho nên là ai lấy được cái Ukraine này là rất là mạnh về mặt kinh tế, này có thể nói là cường quốc, nó thành cường quốc. Bởi vì là nhưng mà trong cái Ukraine này thì chúng ta thấy là hầu hết thì nó là nằm ở phía đông của sông Dnipro và phía Donbass cũng như là phía Nam. Có thể là cộng thêm Odessa, Nga có lẽ sẽ làm đủ Odessa thì bên này nó không còn biển nữa, thì còn kinh tế gần như là hàng hải không có, hải quân không có, rồi những lần thương mại xuất nhập khẩu cũng sẽ bị hạn chế vân vân. Thì Nga sẽ có khả năng cũng phải lấy, bởi vì sao? Bởi vì là nếu không thì là cũng là báo hại nhau thôi. Thì đây là sông Dnipro thì chúng ta đã quen rồi, chạy như thế này ra biển thì Nga sẽ đánh từ phía bên này, thì chúng ta biết đánh cái đây là Poltava này, Poltava xong đến Dnipro này, đấy. Thì Zaporizhia này, Kherson, chúng ta tất cả cái chỗ này là chỗ Cherkasy, Kremenchuk ở phía trên này, thì có khả năng Nga sẽ lấy cái vùng này. Đấy, và còn nếu mà thuận lợi thì thôi trở về hết với mẹ nhé. Đấy, thì cái vùng này thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái gọi là kế hoạch của Nga tấn công ở Kharkov và Sumy như thế nào dưới lăng kính của một nhà quân sự người Ba Lan, thì chúng ta bây giờ sẽ nói về cái vấn đề đó. Còn cái chiến sự thì nó cũng ít lắm, tôi sẽ nói sau. Và bây giờ chúng ta vào cái bản đồ này. Thì cái bản đồ này nó bằng tiếng tiếng Ba Lan các bạn nhé. Tiếng Ba Lan thì tôi cũng không có rành lắm, nếu mà nói thì có thể là tôi còn hiểu hiểu một tí, chứ còn nếu mà chữ thì chỉ chúng ta chỉ đoán thôi, chứ còn tôi nói thật là cũng không 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 rành lắm. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đây, trước mắt này chúng ta thấy đây là cái bản đồ của phía đông bắc của Ukraine, đây là Kiev, nó gọi là Kiev. Đây là sông Dnipro, chúng ta vẽ đây, nó xuống này. Tôi đã nói về đây là Poltava, sông dưới Dnipro, sông Zaporizhia, ở đây Kremenchuk và Cherkasy, lên tới Kiev. Thì trên này chúng ta thấy đây là Sumy, đây là Kharkov, là Kharkov, là Kharkiv cũng được hết. Còn chỗ trên này là Chernihiv, Chernihiv, tức là Chernihiv cũng được. Còn đây là Lugan. Thì chúng ta có thể vẽ sơ lại cái phía phía này. Đấy, cho nên là tôi nói thật là nếu mà các bạn mà nghiên cứu nhiều vào đọc các sách báo nước ngoài này thì các bạn sẽ có những cái kiến thức rất là phong phú về tất cả mọi lĩnh vực. Đấy, cái lĩnh vực nào nó cũng có hết. Đây, chúng ta xin lỗi cái này nó xuống cái chỗ Lugan và Donbass ở đây, cái biên giới nằm đây. Đấy là biên giới, bên này là Nga, bên này là Ukraine. Cái chỗ này là đây Kiev, đây thì chỗ này là Belarus này. Thì cái chỗ Manchari này, cái chỗ này nó có một cái đường lên này. À, thì đấy là nó là bên này là Belarus, bên này là Nga. Nga bắt đầu từ đây, ngã ba biên giới này. Đây là Sumy, đây Kharkov, đây Chernihiv, Kiev, Cherkasy, Kremenchuk, Poltava, Dnipro, Zaporizhia. Thứ này nó là cái sọt, biết vậy thôi. Đây là biển đảo Azov này các bạn. Thế bây giờ chúng ta nhìn cái các cái hướng tiến công, đây là cái một cái văn bản của bên Ba Lan nằm trong cái bộ chỉ quân sự NATO, nó phán đoán là Nga sẽ đánh theo các cái hướng như thế này. Thế thì chúng ta thấy các cái màu này thì nó là màu gì, thì bây giờ chúng ta xem cái bên này, cái mũi tên màu đỏ này thì nó ví dụ như cái này,
Bây giờ chúng ta đi vào thực địa đây thì chúng ta thấy là các cái mũi tấn công chính đây, Nga sẽ tấn công vào biên giới, vào khu vực Kharkov và Sumy. Sau đó là các cái lực lượng hỗ trợ, đó là hai cái đi một, hai cái đi một đi kèm đây gọi là hỗ trợ các bạn nhé. Thì chúng ta thấy là ở từ khu vực mà bên bên này cũng Voronezh này nó giáp với Lugan này các bạn, thì sẽ hỗ trợ bên Lugan cũng hỗ trợ, và bên Donetsk, Mariupol và Donetsk này các bạn cũng hỗ trợ. Thế hỗ trợ vào đây và các cái cục cục này, thì chúng ta nói là block đấy, block tức là nó đang bị chặn, chặn khóa tại khu vực này. Nga phải vượt qua khu vực này. Tóm lại khu vực này là rất khó. Trong khu vực này chúng ta dễ dàng nhận ra đó là khu vực Kupia, Chinkovka, cái chỗ này là Chasovka, Kramatorsk và Slovyan. Ở dưới này chúng ta dễ dàng nhận ra đó là chỗ Donetsk lên thì chính là Ocherestina và Pakrovsk. Tất cả khu vực này. Nếu mà lấy được khu vực này rất nhanh các bạn nha, thì nó sẽ thâm nhập với Dnipro, Poltava. Thế thì khi mà vào thì bắt đầu các cái, tức là lực lượng thứ hai, tức là sẽ có lẽ là đứng lại đây, đứng tại đây để mà sử dụng đánh các khu vực này và kể cả đánh xuống bên này, dưới này đánh lên. Và cái thứ ba tức là cái nhỏ hơn, chúng ta thấy là cái mà có viền đen này. Đấy. Là nó là cái viền đen là cái là các lực lượng đánh xuống, chúng ta thấy là xuống sông đường Dnipro này, đây cũng thế này, để đánh vào sông đường Dnipro, tóm lại là lấy toàn bộ cái vạn bên tả ngạn. Còn đây là các cái lực lượng có khả năng là đây nó là cái điểm tụ điểm rất là quan trọng, thì nó sẽ có các cái lực lượng thứ ba, tức là phần ba của chiến dịch đấy các bạn, đấy, nôm na thế này. Còn các cái đen đen này là phần hai chiến dịch và phần một của chiến dịch. Thì các khu vực này thì chúng ta biết là nó cũng là các cái vị trí quan trọng ở bên kia sông rồi, thì có lẽ là Nga cũng chưa chưa đánh sang bên này đâu. Và chúng ta thấy là bên Belarus này, từ ngã ba đây và bây giờ thì bên này nó thuộc Gomel, tỉnh Gomel của Belarus, chúng ta thấy cũng các lực lượng hỗ trợ và đây cũng các cái điểm đóng quân để có thể đánh sang. Thì chỉ từ khu vực này cho đến qua đến phía bên tới giáp Ba Lan thì nó là trên là Belarus, dưới thì Ukraine, cái đường này thẳng ra đó. Thế đây là một cái gọi là một cái tình huống của bên NATO nó đưa ra, NATO đưa ra. Và như chúng ta biết thì thực tế hiện nay các hệ thống phòng thủ của bên kia đó là cái chỗ này để chốt chặn, mà bên Pháp hay là bên Mỹ hay nói là nếu mà tức là đột phá được cái hệ thống phòng thủ này thì họ sẽ đưa quân đến, thậm chí quân Pháp đến, quân Mỹ đến, rồi vũ khí lại nhắm đến. Thì bây giờ Nga đang đột phá các hệ thống phòng thủ này, thì chúng ta thấy chỗ Cherestino này đấy, rồi cái chỗ Vuleda, rồi cái mỏ Kremnica, rồi cái chỗ này Chasovka, rồi tiến tới sẽ là Kramatorsk, Slovyan. Còn các cái chỗ cái phía nam của Kupian chúng ta cũng thấy đang đánh ra rất là nhiều, nào thì là Nakislovka, nào Koliarovka, rồi Stelmakhovka đấy, và hôm trước thì là Makivka, còn trên này là Shinkovka và Kupian. Thì đây là các hệ thống phòng thủ này nó gần như sẽ quyết định luôn toàn bộ cái chiến dịch sắp tới của Nga, hay nói cái khác là nếu mà đổ bể hết cái hệ thống xanh xanh này ấy, thì có nghĩa là sụp đổ hoàn toàn mặt trận của Ukraine. Cho nên họ đang cảnh báo, như Nga hiện nay không ngán, Nga thậm chí còn cảnh báo mạnh mẽ hơn là sẽ dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Và Mỹ cũng đã lên tiếng là hiện nay chúng tôi cũng chưa thấy có một cái biểu hiện nào của cái vũ khí hạt nhân, và cũng là chê trách Nga là coi như là chơi với một cái nước nó kém hơn mình mà suốt ngày cứ lấy hạt nhân ra, và sẽ không cho phép Nga hành động theo cái kiểu như cá lớn nuốt cá bé như vậy. Nhưng mà chúng ta nói ngược lại thì Mỹ nó nói cái này chôn cơ bay các bạn nhé, nói nó không biết ngượng mồm. Chôn cơ bay là người phát ngôn của bộ Lầu Năm Góc, chứ còn Sullivan thì mới là cố vấn của Lầu Năm Góc, cố vấn của Nhà Trắng. Chôn cơ bay này thì ông nói như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là ông nói mà ông xấu hổ. Tức là bây giờ một thằng to mà đánh một thằng nhỏ, đấy là cái chuyện của chúng ta trong nhà, thằng anh với thằng em, cái chuyện đấy cũng là bình thường thôi. Trong khi đó là coi như tụi bay Mỹ là coi như bây giờ đang nói là nhất thế giới, thì nếu ông nhất thế giới thì Nga nhì thôi nghe. Đấy. Bây giờ ông đây với cả một đám bầy đàn đây, ông đánh một mình Nga, các loại vũ khí hiện đại, đưa cả quân đội, cả cố vấn, rồi tất cả là viện trợ về tài chính, kinh tế và coi như hà hơi tiếp sức đủ thứ để đánh Nga, thì ông không thấy, nó gọi trong miền Nam nó không thấy gì, mà bảo là Nga phải dị, tức là gì xấu hổ, có chuyện đó. Nó nói mà không biết là mình đang nói với ai, mà nói với cái gì, mà đang nói cái gì, tức là nói theo cái ý nghĩ ra là cái gì là cứ nói vậy thôi.
Em bảo là không biết xấu hổ mà khi mà ông đánh một cái thằng bé như thế. Bé thì thằng này chúng ta mới nói về tiềm năng, tiềm lực cũng ghê gớm, nó toàn gặp của châu Âu chứ đâu phải không. Chính vì ngon lành như thế cho nên nó mới dứt khỏi, ra khỏi Liên Xô, ra khỏi tầm ảnh hưởng của Nga. Bây giờ Nga muốn lấy lại, ít nhất là phải lấy lại những chỗ trù phú nhất, giàu có nhất, năng lực nhất về công nghiệp, về nông nghiệp, về quốc phòng, về hàng hải, về xuất nhập khẩu, về vân vân và vân vân. Tóm lại là lấy được cái khu, lấy được Ukraine hết là ok, còn nếu không thì tôi lại lấy lại những cái vùng trù phú nhất. Mà trong cái nọc, tức là trong gọi là cái gọi là cái trung tâm, cái hạt nhân của cái vùng trù phú đó chính là Donbass. Đó chính là Donbass đây này. Đây là Donbass luôn này. Nó là như vậy thôi chứ có cái gì đâu mà cứ phải ồn ào. Đấy, còn bây giờ cứ dõi vào, nhưng mà tôi thấy là tất cả bây giờ là các cái động thái của các chính trị gia châu Âu và Mỹ có vẻ như bắt đầu là xuống nước. Nhưng mà tự nhiên xuống cái đùng cái đang nóng mà lạnh thì có mà giống ai. Cho nên bây giờ người ta phải có những cái phát ngôn mang cái tính là từ từ, các bạn nhé, từ từ. Anh thì nói rằng là đấy, cho vũ khí tao quánh vào cho vào. Thì bây giờ chính anh để nói là không nên đưa quân vào. À, tức là anh để nói về vũ khí thôi. Thì anh cứ nói thì thà nó cũng nói không vũ khí thôi, chứ không thì tự nhiên anh nói là anh sẽ không đưa quân vào. Còn Pháp thì là anh Macron, anh nói là cái vấn đề đưa quân sẽ xem xét lại, à, chứ gân gổ lắm. Đấy. Rồi bắt đầu tiếp đến Đông Mỹ thì vẫn to nhỏ đám G7 thôi, bây giờ cái tịch thu nó không được đâu, thấy là nó cũng lấy lại được 1,1. Đấy. Khốn nạn nữa, chứ sau này cũng làm ăn thế nào. Rồi cái mất lớn nhất đấy là cũng uy tín đối với thế giới. Đấy. Không ai dám dây vào công, không ai dám xài đô la, không ai dám gửi tiền, không ai nói chung là không dây với công. Đấy. Thì cái đấy là cái cũng lỗ nặng. Được đâu chưa thấy, nhưng mà thấy là thấy cái lỗ trước mắt này. Đấy, cho nên nó đang rút từ từ các bạn nhé. Thế thì bây giờ đã như thế thôi, cái thằng Mỹ thì nó không đưa quân vào thì bảo Pháp đưa vào, rồi bắt đầu thằng Anh cũng là đủ thứ vào, thế là bây giờ mấy ngày bắt đầu sợ rồi, bắt đầu ngưng ngừng dừng dừng thì mấy ông Baltic lại nổi lên. Đấy, coi như hôm qua ông Litva, hôm nay thêm hai ông Estonia với ông Latvia cũng nói sẽ đưa quân vào. Thế là thằng Mỹ thằng mà cái thằng Pháp đó là ngu hơn thằng Mỹ rồi, nó ngu hơn thằng Anh rồi, thế bây giờ đến lượt mấy cái ba thằng này lại ngu hơn thằng Pháp. Đấy, cho nên nó cứ ngu dần đấy các bạn nhé. Đấy, thôi tôi cũng xin kết thúc cái phần bình luận về chính sự với quốc tế tại đây. Đấy, cho nên là mấy cái anh này là bây giờ bảo nó tỏ ra là coi như là, mà cái anh Litva này, anh Hùng Hồ đã tuyên bố rồi là nói là coi như là Nga mà nó xài xong Ukraine này là có đủ xài đến ba tỉnh Baltic thôi, ba cái nước Baltic thôi và Moldova thôi. Cho nên là bây giờ là ngu chi mà để cho nó đánh đánh thắng Nga rồi sang đánh mình. Cho nên là bằng cách là chúng ta cứ gửi một vài thằng qua bên này để mà coi như là cùng với quân đội Ukraine để chặn đứng cái bàn tay của Nga lại. Thế kinh, tôi nghe tôi cũng khiếp luôn. Mà bên đấy chúng ta biết rồi, một cái cả một cái quân đội nó có thậm chí có quân đội có mấy nghìn rồi, có mấy nghìn quân thôi, nhưng không bằng bên bên Ukraine chết còn một tuần chứ mấy mà coi như bảo là sẽ ba ngày sẽ qua. Nếu Pháp không qua thì là Litva sẽ là dẫn đầu, sau đó là Estonia, Latvia cũng theo chân là vào để chặn đứng cái bàn tay gọi là của Nga lại. Trong khi đó Ba Lan bảo không, tôi cũng chả có ấy gì, nếu mà đánh cả tôi thì tôi với chiến thôi chứ còn tôi cũng chả chiến. Mấy thằng to đầu này tôi bắt đầu nó nói lại rồi, thì mấy cái ông nhỏ nhỏ này bắt đầu cương rồi, mấy cái ông Rumani biết này là coi như cứ mang quân đến đây, cứ làm cái căn cứ hoành tráng đây, chứng tỏ là tôi là một cái nước rất quan trọng của NATO. Thế nó ngu chứ. Hồi xưa thằng Pháp nó đã đưa cái đại bản doanh từ Paris về Bruxelles rồi, nó đã sợ lắm rồi, sợ nã vào Paris rồi. Thì bây giờ mấy ông này muốn là chứng minh rằng là rất là nhân vật rất quan trọng đối với NATO, cứ mang nhiều quân, nhiều đạn, nhiều súng, nhưng mà mở rộng các sân bay, bến cảng, các thứ là trở thành các căn cứ quân sự cho tôi. À, chúng tôi ok ngay. Cho nên là mấy cái ông mà thứ nhất là đã nghèo, cho nên là đã nghèo mà lại còn dốt, đó là dạng nghèo mà dốt đấy, nghèo mà lại còn hèn đấy. Còn nó chơi nó có mưu mô, nó Mỹ cứ nói là đưa quân, rồi cuối cùng ông Pháp bảo dẫn đầu, sau này chắc là ông lãnh đạo châu Âu đây. Nếu mà trong trường hợp mà ông Donald Trump lên mà rút ra khỏi châu Âu, rút ra đách chơi với chúng mày, ta lo ta làm kinh tế, make cho cái American là rich, tức là vĩ đại hơn, thì bây giờ ông có gì cái gì, tức là đón đầu đây. Đấy, nếu mà Mỹ mà rút cái là Pháp bây giờ đang trùng, cho nên là anh phải vào anh thể hiện bây giờ thấy ngu rồi đấy.
Hôm trước nói Hùng Hùng Hội sẽ đưa vào nếu chọc thủng phòng tuyến ABC sẽ đưa tiếp quân vào, nhưng bây giờ xem xét lại. Còn ông anh thì đang nói về vũ khí thì bây giờ lại nhảy sang nói người, không đưa người qua chỉ vũ khí thôi. Nó khôn, nó từng câu từng chữ nó khôn. Cái ông này thì cứ nghe nói là coi như là đưa quân Pháp đưa, mình mắc gì không đưa. Đấy. Mới biết đâu mai mốt là coi như là xài lấy luôn được cái thằng Belarus này, thì còn mấy thằng Latvia, Litva cấu mỗi thằng được miếng ngon luôn này. Cái đầu nó cỡ đó còn ra làm sao mà bảo là chuyện được. Rồi thì ngày hôm qua chiến sự chúng ta biết là Nga lại tiếp tục đánh khắp nơi. Chúng ta sẽ nhìn cái bản đồ mà tên lửa nó bay. Tên lửa bay thì là màu tím, còn cái màu vàng là UAV, còn màu xanh là các cái anh từ dưới biển mới biết ở đâu, chả ai biết thế nào, anh đội nước đội ấy lên là anh bắn vào, thì chúng ta cứ nhìn đấy là chúng ta sẽ biết là đánh cái gì ở đâu. Trong đó thì có hai cái nhà máy điện rất lớn là Ladijin, thì nó nằm cái chỗ khu vực này các bạn ạ. Tôi cũng không biết chính xác nhưng mà chỉ biết là trên Moldova một chút. Đấy. Nếu mà đi vào mình đi bây giờ đi tìm mọi cái này nó sẽ rất là lâu. Thì đây là một cái nhà máy nó rất lớn đấy các bạn nha. Tôi thì tôi hay thường thường là tôi phải tìm cho ra, nhưng mà có cái nó mất thời gian các bạn. Mất thời gian. Là một cái nhà máy, thứ hai là một cái nhà máy điện tại Kiev. Đấy. Rất lớn. Và Bộ Năng lượng của Ukraine đã thông báo từ 18 giờ tối qua cho đến 23 giờ là toàn Ukraine chìm trong bóng tối, tức là mất điện. Mất điện mà các ông còn bảo là phòng không, các ông chặn được gần hết. Quái thật, cái máy nổ à hay là cái gì mình chả hiểu được, chặn được 90% mà trong khi là cái tăng nát bấy ra mà cứ chặn được gần hết, kể cả Kinzhan bắn 4 phát chặn 4 đấy. Rồi các cái kia thì nói 29 trên 31 rồi cái gì đấy, nói chung là chặn được hết, còn riêng Kinzhan là trục đầu được hết, hiểu không? Rồi chúng ta vào chỗ Kerinki. Kerinki là cái chỗ nướng 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 người đây các bạn. Thì hôm nay nó cũng làm cũng ghê đấy các bạn, cũng bay sát, có lẽ là chuẩn bị đưa qua đây. Thì như hôm qua là tôi cứ làm cái dấu này là UAV, thì hôm nay chúng tôi cũng làm một cái đường giống như hôm qua này, nó UAV nó bay hết tất cả đây giống hôm qua, y sắc thái đó thôi, dài tới đây luôn. Còn khu vực này nó đổ bộ qua luôn, vào luôn sợ đất. Nhà thì nó đóng hết ở đây này. Thế là vào cũng pháo kích, cũng cũng đánh, cũng coi như là bên này nó có pháo bên này đấy các bạn nhé, pháo bên này đánh sạc này. Và có nghĩa là gì, trước đây cũng UAV thôi, bữa nay pháo kích có nghĩa là gì, là đạn về đấy, đạn về đấy, bắn đi. Nga thì chúng ta biết rồi, rình 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 bom, coi như hôm qua làm hạ cái hệ thống pháo ở phía ngoài này các bạn nha, đầu đầu cái chỗ một cái chỗ gần đường với một cái chỗ ở đường là coi như là rình rình mấy ngày, ngày hai hai ngày nay là cứ bắn pháo sang, là hôm nay anh biết rồi, anh múc cho hai cái. Còn mấy em mà bắt đầu cứ neo đậu mà cứ chạy 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 quanh quanh mấy cái lẹo lạch 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 này là bốc hết các bạn nha, tất nhiên không hết, nó đã qua đây, đã đứng chân ở đây. Thì cái này là câu chuyện dài, không thể một sớm một chiều, cũng không thể bảo chúng mày đừng qua nữa mà chúng mày chết, cứ qua cứ đánh, cứ hai bên cứ đánh nhau. Thế robot thì này, tại robot thì này thì như hôm qua chúng ta nói rồi, nấm hết ra phía ngoài. Đây cũng là một cái làng ma, tức là nó có hai ba con đường, một con đường là để mà người chết, còn hai con đường giữa thì là người sống. Thì bây giờ là người sống người chết thì như nhau, tức là đều là tan nát hết. Và bây giờ nó đang chạy ra cái khu vực ở giữa đồng, thì Nga cũng đang truy truy kích ở ngoài giữa đồng này, cái đồng hai con đường chạm hết, con đường này lên chỗ Novodanrovka là trên này chúng ta biết rồi. Rồi chúng ta tiếp tục đi lên, cái chiến sự nó có thế thôi các bạn nhé, cái mặt nào mà chiến sự thì các bạn này quay lại đây các bạn mở ra xem thôi. Thì đây là Urasne và Staromajer, thì chúng ta hôm qua đã nói rồi, Nga bắt đầu đã tiến vào Staromajer và đây đánh rất là ráp. Còn riêng cái chỗ Urasne thì Nga đã tiến đến chỗ chỗ cong này rồi các bạn, chỗ cong này. Trước đây thì phía dưới này nó khu trang trại thôi, nhưng mà bây giờ đã tiến lên tới tới chỗ cong này rồi chứ không phải cái chỗ này đâu, chỗ này.
và các cái trên này cứ bắt đầu tiếp tục pháo kích đánh bom làm mềm trận địa, sau đó là bộ binh tiến lên ôm đất chia lô. Phía bên này bắt đầu Nga cũng đã bắt đầu tiến vào, cái này có vẻ tiến vào nhanh hơn đấy các bạn. À, bên này nó có vẻ như là nó chịu đòn. Chúng ta biết là mấy ngày trước cũng Nga cũng đánh bom đầy toàn bom Pháp 1.500, tức là tấn rưỡi là cũng hơi ác. Tóm lại là Urasne và Staromajerske đã được đánh số, đến ngày nào sẽ công bố. Chúng ta qua tiếp khu vực này. Khu vực này nó là khu vực Novodonetsk này. Nó nằm giữa Vuleda và Mỏm Pramika. Thì cái chỗ này nó gọi là Prachitovka. Thì chúng ta thấy khu vực này là Nga thường xuyên đánh cái đường này. Thường xuyên đánh đường này các bạn nhé. Cái đường này, nó ở đây nó ít đường, chúng ta thấy là tôi thì hay mô tả là theo cái dạng là nó không có chữ mấy. Đấy, thì cắt mấy cái đường này coi như là đứt hết. Đứt sạch đường này. Vuleda đây, thì cắt cái hai đường này. Prachitovka đây, cắt này là xong thôi. Thì còn cái chỗ này thì chúng ta biết là Konstantinovka thì là chúng ta nói sau, chưa đánh được. Novomikhailovka thì hiện nay Nga cũng đang triển khai theo cái lối như mấy bữa đánh xuống phía dưới, đánh đúng phía trên, cắt các con đường này đã. Cái này cũng đang hơi chậm. Khu vực Krasnogorovka thì hôm nay bắt đầu có chuyện. Hôm trước thì chỉ đánh đây và cố gắng đánh vào phía phía đằng này, nhưng mà hôm nay thì đánh thật rồi, lấy thật rồi. Chúng ta thấy là những cái miếng này to. Còn cái chỗ này thì chúng ta thấy có một cái bục binh cây xăng rất là lớn. Thì hiện nay Nga đã chiếm được cái chỗ ngã tư đó, cái bục binh đó, và bắt đầu đang đánh lên. Có vẻ như là nhịp nhàng theo cái giống như là kịch bản trước đây. Như vậy Nga sẽ lấy cái khu vực này trong tương lai rất gần. Thực ra bên Ukraine người ta đã bỏ rồi. Không phải là bỏ mà nói chung là thấy chấp nhận thua rồi. Bởi vì mất cái khu công nghiệp này, chúng ta biết là mất cái khu này là coi như là mất cái ruột rồi. Thì còn cái gì đâu, thì còn bây giờ cũng chạy tới chạy lui tiếp viện cho nó gọi là đang cần cự thôi, chứ không lẽ bây giờ lại tiếp tục chạy. Mà bây giờ đã bắt đầu chạy các bạn ạ, đâu chạy, tình hình thế này nguy quá, chạy thôi. Chúng ta lên tiếp cái chỗ khu vực này, túi pháo thì nó tôi thấy cũng không có gì thay đổi hết. Cái chỗ chủ yếu Ucharestine này thì ta thấy cái đường sắt đây thì đánh chủ yếu phía nam, phía bắc là chính, chứ còn phía nam thì hỗ trợ thôi cho cái chỗ Sloviove này và chỗ Berichi đánh ra Novopakrovsk. Thì hôm qua cái giữa cái khu vực này, cái chỗ trắng trắng đây thì Nga cũng có thiệt hại. Tôi thấy hai bên đều có cái đầu lâu đỏ và đầu lâu xanh, và thấy kể cả xe tăng xanh và xe tăng đỏ đều bị khu vực này. Nhưng mà đứng về mặt thế lực, thế trận thì Nga đang sắp lấy được cái Novopakrovsk này. Sukin này thì trên này đánh xuống, chúng ta biết đây nó cái pháo đài nó cứ có cục cục này là khó khăn lắm, thường là mấy trăm thằng trong này, giống như cái chỗ này này giữa Keramit và Novokalinova đấy, cái cục này này, mấy cái cục này ớn lắm. Cho nên là không phải là coi như nó đông như thế mà coi như các ông chơi một đại đội vào đây khó lại chúng nó được. Nhưng mà rõ ràng là đang cái thế trận này thì ngoài ra thì phía trên này thì Nga vẫn tiếp tục Nga đi theo cái hướng này, chúng ta vẫn nói như mọi ngày cũng phải tiếp tục đánh thôi. Và cái điểm cuối cùng của khu vực này đó chính là Novosilovka. Ngoài ra thì Nga đánh lên trên khu vực này, chúng ta biết là khu vực trên này là New York này, đó gọi những là Torres này, này Torres nó còn có tên là Dzerzhinsk, Torresvinsk các bạn nhá. Trước là tôi nói nó có hai cái tên đấy, cái chỗ này nó lớn lắm. Torres là tên của cái anh chàng đá bóng Tây Ban Nha đấy. Đấy thì đây nó là các vành đai phòng thủ để tra xuất ra, thì hôm nay là bắt đầu đánh lại các bạn nha, tức là gọi là nối lại, nhưng mà cũng chắc là ngày mai ngày mốt mới đánh thôi. Hôm nay ngày lễ quan trọng, thì chúng tôi thấy là đang bắt đầu là tức là UAV đang do thám ở khu vực 1 và phía nam của khu vực 2, không có gì lớn. Cái khu vực này thì hôm qua cái chỗ cái rừng này Nga đốt sạch rồi, đốt cháy gần hết rồi, ngụt ngụt rồi. Bây giờ lòi mặt chuột ra chạy ra khắp nơi thôi, chứ ở đây mà nổi cái đạn mà nó cháy nó nổ ra nó văng thì cũng đủ chết rồi, chứ trần khói
khói thở không được, như đừng có nói lửa nó bao vây xung quanh, nó có mà chết cháy à. Cứ em chạy, cứ chạy đi. Thì chạy ra, thì chạy ra cái chỗ này hình như nó cũng không có rừng, đấy, mỏ than mỏ đá mà. Đấy, thì bắt đầu đang, nó cũng đang là giao tranh ở khu vực phía 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 bắc này. Đấy, chúng ta toàn thấy núi không. Trước đây thì Nga cũng, trên này là Nga toàn đi xuống dưới này là Nga đánh này, gõ đầu này. Đây nó rất là gần gần sông này nữa. Chỗ này thì cũng không không có gì quan trọng lắm. Đấy, không không phải không quan trọng mà nó Nga Nga chưa chưa có đánh đấm gì không. Còn Stalamaka đây thì chúng ta đã nói rồi. Stalamaka đây thì hôm qua Nga có đánh nhưng mà hôm nay thì có vẻ như là im im. Stalamakhovka, Novosilovka thì hôm qua là từ chỗ Novosilovka này thì Nga đánh xuống, thì hôm nay là bây giờ lo đánh lo giữ, hiện nay nó đánh vào tới đây luôn. Còn cái chỗ này, khu vực bên này là chúng ta thấy là nó hai cái làng này, hôm trước là Kislovka này và cái này là Kuliarovka, thì Nga là ok rồi, bây giờ là muốn lấy luôn cái khu vực chỗ Berestove này. Hôm qua thì chúng ta cũng có nói rồi, Nga cũng đang muốn cái chỗ này đánh ra, cái chỗ Stelmakhovka đánh ra, Berestove đánh xuống để coi như để lượm luôn cái khu vực này. Nhưng mà có khổ cái đầu hôm nay là đã chưa lượm được mà nó lại đánh vào đây thì là phải đỡ thôi. Hiện tại vì cái chỗ này là giữa xanh và đỏ mà. Thì còn cái chỗ này thì có vẻ là được hơn. Chúng ta thấy là mấy ngày này chúng ta phân tích là sẽ đánh ra cái đường này. Nếu đánh ra được cái đường này là nó sẽ tiến lên. Tiến lên là chúng ta sẽ thấy là đánh đánh vào pháo đài đây. Sau đó tiến lên nữa là coi như Staropavlovsk phía trên. Đấy, và chúng ta nói nhiều rồi. Khu vực này là khu vực ngắn nhất để mà đến sông. Thì các khu vực này thì cũng là cái nhịp nhàng vậy thôi, chứ nó cũng không, tôi thấy cũng không có gì là nổi trội. Còn biên giới phía Bắc là chúng ta nhớ lại cái mô hình của NATO đánh hôm qua, lúc nãy đánh xuống dưới cái sông này, chúng ta thấy là đúng y như vậy, kịch bản như vậy. Nhưng mà có nghi binh hay không thì chúng ta không biết, tình hình hiện nay chúng ta cũng không biết được, cũng là phải yếm trá thì cũng phải giấu thôi, chuyện trả dạng gì. Còn ngoài ra thì ở chỗ Kiev này thì hôm qua người ta đã ra một cái luật, tức là cho phép sử dụng toàn bộ tù nhân đã ra chiến trường. Và chúng ta biết là Hungary, Slovakia, Ba Lan hiện nay nói rằng là sẽ không đưa, không không bắt cái người Ukraine để mà về tham gia chiến đấu, là họ dừng lại. Còn riêng Romania và Moldova, cái chụp đầu được ông nào trả lại, cái chụp đầu được ông nào trả lại để cho nó qua nó chiến đấu. Rất là tiền tuyến. Chị Sandu này chúng ta biết rồi, bây giờ cứ bảo là cho tôi làm nổi tiếng như Zelensky với. Chị này là chúng ta biết rồi, là tổng thống sắp hết nhiệm kỳ rồi. Và cũng đã từng có một cái hội đồng chính trị châu Âu đã từng họp tại Chisinau, nhưng cuối cùng chị rủ về làng quê của chị là trồng nho làm rượu đấy, còn chị nghe rồi còn như uống nghe đấy, thì chúng ta nói rất nhiều lần. Đến khi mà người ta là nguyên thủ quốc gia mà chủ nhà gì đâu mà người ta giật cái ly mà rượu vang ra mà không, cứ để tao uống, tao còn uống được. Mà chúng ta biết là Sandu là ai rồi. Vậy thôi, tôi xin kết thúc cái video này tại đây. Sẽ gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.